Hello các bạn, hôm nay chúng ta cùng nhau trao đổi những sự tiên đoán không những bằng một tính chất quan trọng mà và nó còn mang theo một tính chất rất là lịch sử nữa, là khi Diêm Tinh sẽ đi vào Bảo Bình. Ở đây có một độ thôi, ở đây khoảng tới từ 23 tháng 3 cho đến 11 tháng 6, 8 tuần, 9 tuần, 10 tuần, 2 tháng rưỡi thôi. Nhưng mà thời gian này đó, nó sẽ cho chúng ta những gì sẽ xảy ra trong 20 năm tới, 200 năm tới và 2000 năm tới. Tôi đã làm một video nói về tại sao nó như vậy. Hiện tại chúng ta đang sống ở thời kỳ Song Ngư. 2000 năm qua được đánh dấu một cách gián tiếp qua Kinh Chúa. Đức Chúa nói là những bí kíp lịch sử. Một trong những bí kíp lịch sử Đức Chúa là đi trên nước. Đánh lưới cá và nói về nước biển và nước ngọt. Và khi mà ngày xưa người Công giáo đi tìm nhau, khi họ bị lính La Mã do sự sai khiến, do sự đầu độc của những thầy của bên phía Do Thái đi bắt Đức Chúa, họ dùng người Đức Chúa, người Công giáo, họ là những hiệu con cá để tìm lẫn nhau. Vì vậy mà tôi thấy có phim mà Gladiator là người đấu bò đấy, thì những phần đông những người mà bị bỏ vô chuồng để nhau viết sư tử cọp gì đó là những người Công giáo, và họ bị cọp ăn thịt trên sân luôn. Và đó là sự đánh dấu sự tan lụi của một tiểu quốc La Mã. Bây giờ vì vậy mà chúng ta sẽ đi vào thời kỳ của Bảo Bình. Bảo Bình tượng trưng có gì? Nhân loại, kỹ thuật và sự chuyển hóa qua những sự cách mạng nhỏ hơn, sự chuyển hóa trong tâm linh, trong tâm hồn, trong thể xác, trong tất cả mọi lĩnh vực. Mà những gì các bạn đang sống thời gian hôm nay chỉ là một chuyện nhỏ thôi. 100 năm qua, các bạn thấy không? Chúng ta ngồi chiếc máy bay đầu tiên, ngoài 907, 14 gì đó. Bây giờ chúng ta sống 100 năm sau, chúng ta bay lên phi thuyền, chúng ta có laptop, chúng ta có internet, chúng ta tất cả. Và người không gian, ở nhà người không gian nói cũng đúng. Những người mà quản lý cái thế giới này, cái thế giới hệ này, họ sẽ dùng kỹ thuật. Họ giúp chúng ta cải thiện cuộc sống, cái chuyện đầu óc mê muội, mê tín dị đoan của người mình. Vì vậy, chúng ta sẽ có một thời kỳ rất là đặc biệt. Và ngày 23 tháng 3, nó sẽ đánh dấu, nó vào có một độ thôi, khoảng 10 tuần thôi. Sau đó nó trở về lại Nam Dương. Nó lên một chút một độ, đi trở về Nam Dương. Rồi khoảng 7-8 tháng sau, ngày 21 tháng 1 năm 24, nó sẽ trở về lần thứ hai. Khoảng 7-8 tháng, thì trước là 2 tháng rưỡi, bây giờ 7-8 tháng lần, tới tháng 8 tháng 9, sau đó lại rút về lại Nam Dương. Một tháng sau, 6 tuần sau, nó sẽ chính thức đi vào cung Bảo Bình cho 20 năm tới. Đó là ngày 20 tháng 11 năm 24. Và từ đó, chúng ta sẽ có tới năm 2045. Đó 20 năm rồi các bạn. Và thời gian nó sẽ bắt đầu. Đối với tôi, tại vì nhiều chiến binh gia họ khác nhau, họ nhìn khác nhau. Đối với tôi, họ sẽ mang một tính chất bắt đầu 20 năm của Bảo Bình, 200 năm của khí, khí là Bảo Bình, Thiên Bình và Song Tử. Và sẽ đánh dấu 2000 năm của Bảo Bình, như tôi đã nói, khoa học, chuyển hóa và nhân loại. Các bạn thấy thời gian vừa qua không? Khi mà Diêm Tinh ở trong Nam Dương á, Nam Dương là một ông già, tính cách rất là truyền thống, phong tục, cổ truyền. Nó đúng cần khi một xã hội nó cần sự đó để nó củng cố xã hội này, mình cần một người như vậy. Nhưng mà thời gian sẽ sắp hết, không còn nữa. Chúng ta đang thực hiện chuyển hóa, và sự chuyển hóa là với sự một cách rất là khoa học, chứ không phải tin tưởng cái gì mà nó xa vời nữa. Vậy các bạn sẽ thấy một sự thay đổi lớn lao trong khoa học, và tôi sẽ giúp các bạn, chúng ta cùng nhau tìm hiểu khi nào nó sẽ xảy ra, và từ đó chúng ta tìm được sự những câu trả lời chính đáng về khi nó xảy ra, chúng ta sẽ bình an để đối phó với nó, bình an để mình chuyển mình
theo cái dòng đời. Và từ đó chúng ta tìm được. Tại vì nếu chúng ta không biết, chúng ta hay lo sợ. Mà khi lo sợ chúng ta không chỉ giờ chúng ta nhìn lại con người mình, và chúng ta sẽ tin vào những niềm tin, chúng ta sẽ tin vào mọi thứ gì đó. Và đó chúng ta sẽ mất đi con người chính của mình. Cái chân nhân của mình không hiện ra được. Đó, cái người của mình vẫn là người con người mình. Cái nhân mình, cái nhân gian của mình gọi là nhân gian. Nó phải gian để sống trên thế gian này. Không có thật. Mà tôi biết trong mọi người chúng ta đều có cái chân nhân đó, cái chân chính đó, chân thật đó, trung thực đó. Nó đó chúng ta quên đi. Vì vậy buổi tối khi ta ngủ nó hiện ra, nó nhắc nhở ta. Nó làm cho ta mất ngủ, làm cho ta nghĩ lại hôm nay mình làm gì rồi. Vì tôi thấy bây giờ 70% cái GDP của nước Mỹ á cho về thuốc an thần không. Vì chúng ta mất đi con người thật của mình. Cái chân nhưng không cho mình ngủ, họ đánh thức mình dậy. Ngày xưa thì không có, nhưng bây giờ nó đang thay dịch, nó thôi thúc là ê, bạn không thay đổi thì bạn sẽ bị hủy diệt. Cũng như Covid-19 vậy. Covid-19 khăn thổ tinh này đó nằm trong Nam Dương. Ai cũng chơi ra tôi tin nằm trong Bảo Bình chứ quên. Ngày năm 20, 21, 22 anh sẽ chính thức ra khỏi Bảo Bình ngày 7 tháng 3 năm 23. Lúc đó tôi sẽ tuyên bố chính thức là nhân loại sống không còn sự mà Covid-19 sẽ không hết đi. Sự tàn sát lớn như sẽ không còn nữa. Tại vì ảnh xung với anh Lôi Tinh nằm trong Kim Ngưu. Đó. Vì vậy mà anh này tượng trưng nhân loại. Anh này sấm sét này đánh thẳng đây luôn. Vì chúng ta có nhiều sự sấm sét. Chiến tranh Nga với Ukraine cũng không phải là cũng do người tạo ra, nhưng mà cũng theo cái chiều hướng đó là chúng ta sẽ sấm sét để chúng ta diệt bớt, thanh lọc bớt thời gian này. Nhưng ngày 7 tháng 3 23 anh Thổ Tinh này sẽ vào sông Ngân. Ở đây 2 năm rưỡi. Thổ Tinh là đất, Hải Tinh là nước, sông Ngân là nước. Hải Tinh ở đây từ năm 2012 đến giờ nó rất là bình an, nhưng mà nó lai láng tình yêu thương, lai láng những cái gì mà nó rất là yêu thương mà mờ ảo, có những ước vọng, nhưng những ước vọng đó, nó những sự mơ hồ, như là bạn sẽ thấy trong trong kinh tế, trong xã hội chúng ta sống những điều sau nhà cửa quá đắt đỏ, những lời hứa không thật đó. Anh này vào đây ngày 7 tháng 3 năm 23, ở đây tới tháng 6 tháng 9 năm 25 anh sẽ củng cố lại, anh sẽ nói những cái ảo vọng đó sẽ thành ước vọng, những cái ảo vọng anh sẽ củng cố lại, anh sẽ bắt nước ở trong cái thau, trong cái hồ bơi, trong cái ao, chứ không thể là mà lai láng chuyện ông sừng hết, muốn nói gì nói, muốn làm gì làm, muốn mơ gì mơ, không có. Vì vậy thì sắp tới đó hay cái là ông 25 ông sẽ qua bên Bạch Dương, đó là một ý kiến khác, một cái chu kỳ mới nữa. Thì anh Bảo Bình này anh Thổ Tinh này vào đây năm ngày 7 tháng 3 năm 23, đến giống thời kỳ rất đặc biệt luôn chứ không phải là giỡn. Nó sẽ củng cố lại, nó sẽ cho chúng ta nhìn thật vấn đề nha. Anh Diêm Tinh này đó là ngày 23 tháng 3 anh sẽ vào Bảo Bình 10 tuần thôi. 5 tuần đầu tiên á anh sẽ đi thuận hành, 5 tuần sau anh sẽ nghịch hành. Nghịch hành là đi ngược đó, thì nghĩa là không hành tinh nào đi ngược hết đó. Tại vì mình ở trên đất, khi mà ở trong những chiếc xe vậy, 2 chiếc xe đi trên xa lộ, chiếc xe mình đi nhanh hơn xe người ta thì mình thấy xe người ta đi chậm hơn mình, đi ngược lại mình thì nó đi ngược để chậm hơn mình thôi. Thì đối với đất trong thời gian đó, những sự di chuyển của hành tinh thì đối với đó từ ngày 1 tháng 5 tới ngày 1 tháng 6 đối với trái đất thì mình thấy diêm tinh nó đi chậm hơn mình, đi là nó đi ngược lại mình. Thì nó nghĩa gì? Khi diêm tinh đi vào Bảo Bình nó sẽ cho ta một ray ánh sáng, cho một cái introduction, một cái khai vị khai thức để chúng ta, tôi cười là vì tôi cười cái cách tôi dùng chữ đó, cái khai để cho ta nhìn nếm được cái nếm được sơ sơ những gì sẽ xảy ra trong nhà sắp tới cho nhân loại, cho 20 năm tới, 200 năm tới và 2000 năm tới. Nhưng mà cũng tùy theo con người nữa, mình có chịu theo không. Nếu mình chịu theo thì ok, nó sẽ nhẹ nhẹ nhẹ, không chịu theo nó sẽ diệt mình đi. Vậy thì văn Covid-19 chỉ thời gian bắt đầu thôi. Thế sao người già chết nhiều trong thời gian Covid?
Mình nói ra thì nó khiến nhiều sự đụng chạm và những sự bàn cãi không không là không có tích cực mấy, tôi không nói, nhưng mà cái gì nó phải thay đổi thì mới, và sẽ sắp tới nó sẽ chúng ta một cái nhìn, một cái lóe sáng, một cái lóe sáng gì sẽ xảy ra. Và cho thời gian từ 1 tháng 5 tới 1 tháng 6 để chúng ta chỉnh đốn lại. Vì 1 tháng 6 trở đi á, nó sẽ qua Nam Dương, nó trở về Nam Dương lại. Nó trở về Nam Dương cho tới khoảng cho tới 21 tháng 1 năm 2024, là khoảng 6-7 tháng gì đó, để chúng ta chỉnh đốn lại, sắp xếp lại. Và 21 tháng 1 năm 2024 nó sẽ trở về Bảo Bình trong 1-2 độ, khoảng 7-8 tháng. Sau đó nó sẽ trở về Nam Dương trong 1 tháng 2 tháng. Sau đó nó sẽ chính thức ngày 20 tháng 11 năm 2024 vào Bảo Bình 20 năm luôn. Và nếu tất cả đối với tôi, nó sẽ đánh dấu một thời kỳ lịch sử của nhân loại mà chúng ta may mắn sống thời kỳ giao giao thời của thời kỳ Song Ngư, của thời kỳ Bảo Bình. Song Ngư các bạn sẽ tìm hiểu trong qua YouTube, qua sách vở, hay qua những cái bài viết trên về sự khác biệt giữa Song Ngư và Bảo Bình, các bạn tự tìm hiểu thì không cần mất thời gian đây để chúng ta đến nói những sự mốc thời gian đánh dấu lịch sử nhân loại mà ít ai có cơ hội trình bày ra. Thì tôi muốn giúp các bạn trong sự tìm hiểu cái đó. Khi mình tìm hiểu cái gì đó, khi mình hiểu rồi á, mình không có sợ. Mình không biết mình mới sợ, mình không biết mình hoang mang, rồi mình từ đó mình đi, đi, đi tìm những cái tin, những tin người ta. Khi mình tin cái gì đó là mình có một cái niềm tin gì đó là mình không biết, mình mới tin. Chứ mình biết mình không còn tin nữa, vì mình tin đó thì mình không có, mình không có chắc chắn. Người ta móc người lời người ta móc mũi đi hả, hay là móc móc như là kéo đầu mình đi đó, ta nói đầu mình ta tìm hiểu, mình không biết là nó sao, ta hứa cái này hứa cái kia thì mình tin người ta, thì mình không biết nghĩ đâu hết, mình hoang mang. Nhưng tôi muốn các bạn phải biết một cách khoa học. Dĩ nhiên là đây mình nói một chủ đề trừu tượng không, nhưng mà tin không trừu tượng, nhưng mà tin nó rõ ràng. Mình biết mặt trăng lên lúc bây giờ, hỏa tinh ở đâu, kim tinh ở đâu, thủy tinh ở đâu, biết rõ ràng, những hành tinh biết rõ ràng là chỗ nào hết. Vì vậy nó không có phải là mơ hồ, biết rõ ràng trong 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 khoa học. Vì vậy dĩ nhiên nó không có rõ ràng, vì tôi nói là hy vọng một ngày nào đó những gì mình tin sẽ là một cái chuyện trò chơi của 1.000 năm sau, 500 năm sau, chúng ta sẽ có một cái kỹ thuật mới hơn, một cái công cụ tốt hơn, mới hơn, nó thực tế hơn, thật sát hơn. Nhưng những gì mình có hiện tại thì mình dùng nó, sau này mình tính tiếp. Nhưng mà mình sẽ có sự kiện rất là đặc biệt các bạn, và tôi muốn các bạn tìm sự bình an cái hoàn cảnh đến với mình. Mình không cần phải đối phó với nó, mình không cần phản ứng với nó, mình cho làm việc với nó thôi. Mình hiểu được, mình biết được. Quan trọng nhất đó là trong bây giờ đọc cuốn sách cái nói là hai người nhìn cái cây nó nghiêng, cái đó là cây nghiêng, trong kia nó là không, cây không có nghiêng, mình mà ông nghiêng đó, lòng ông nghiêng thì ông thấy cây nghiêng. Thì cũng vậy, có hoàn cảnh nó luôn là hoàn cảnh. Trong mọi hoàn cảnh mình quan trọng mình có nghiêng hay không, mình có rung động hay không, mình có bị tác động vậy hay không. Thì đây đây trong cách tôi ở đây mục đích chính giúp các bạn tìm sự bình an trong mọi hoàn cảnh, và cùng đó mình chuyển hóa để thành một người tốt hơn cho chính bản thân mình, cho cái hồn của mình, đúng không? Trong chuyện chuyện nhân loại, chuyện người khác, mình đó, mình xuống đây thì vì mình chỉ là, các bạn chỉ là mỗi người trong chúng ta thì một người duy nhất ở trong vũ trụ này, vũ trụ duy nhất nha, duy nhất, only, unique, không giống ai cả, không ai hiểu ai cả. Đừng nói người ta hiểu mình, không ai hiểu ai hết, không ai biết ai hết đó. Chúng ta thì cảm nhận, cảm thông trong giây phút đó. Người ta mất mát cái gì, hay ta được cái gì, mình vui mừng cho họ trong giây phút đó. Nhưng mà hiểu với nhau, cái đó không có đâu. Mình chứ tại vì chúng ta duy nhất trong vũ trụ, trong tất cả vũ trụ luôn. Bữa nào tôi làm một video nói về những vũ trụ, về những cái hồn mình trong vũ trụ. Vì vậy nó rất là hay, rất là đặc biệt. Và biết mình hiểu rồi, mình thấy nó, trời ơi, nó rất là phong phú, mà nó không phức tạp các bạn. Nó không phức tạp, đừng để người ta nói là sự phức tạp trong đây. Không phức tạp thì mình không giải nghĩa được, mình không tìm kiếm được, mình lười biếng, hay là mình không muốn tìm hiểu thêm, mình không đủ sáng suốt tìm hiểu thêm, chứ không, nó không phức tạp, nó rất là phong phú. Và mình muốn chúc các bạn có sự phong phú đó để giải đáp những vấn đề mình đang có trên đời.
Đó là mục đích chính của những cái video này. Khi chúng tin vào đây thì như này, nhưng hay một cái đó, anh đây, xin lỗi nha, vòng 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 anh hỏa tinh đó, ở trong song tử này, từ ngày 20 tháng 8 năm 22 cho tới 26 tháng 3 25 tháng 3 năm 23, 7 tháng vài ngày, 7 tháng 5 ngày. Hỏa tinh thường thường ở trong mỗi cung á có 6 tuần thôi, trung bình. Kỳ này ở trong mấy sông tinh 7 tháng trời lận, hơn 7 tháng trời. Ở trong này, cứ lận qua trong này, nó không qua khỏi bắt giải, mà không lùi nổi tới bất tới tới, 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 tới kim ngưu. Mà sông tinh trong sự trao đổi tư tưởng, ý kiến của anh sông tử này. Sông tử là tượng trưng cho sự suy nghĩ, sự trao đổi tư tưởng, như một nhà báo vậy đó, đi tìm cái tin tức. Đó, nó tìm đây. Mà phong tử nó nhìn cái mặt anh tự thấy hai cây không, là nó tượng trưng cho sự mặt trái mặt phải, âm và dương, nam và nữ, tính chất yin và yang. Vì vậy nó luôn nhìn mặt này nhìn mặt kia, nó mắt mình phải trao đổi, trả lộn nhau, trao đổi tư tưởng. À, mày thấy mặt trắng mày thấy mặt đen nữa, có mặt đen phải có mặt trắng chứ. Đó, nó bắt mình bẻ mình ra, nó sắp xếp bắt đầu khi anh này nhảy vào đây. Anh này á, thời gian vừa qua anh thổ tinh trong mẫu mình đó, anh đang củng cố lại, tổ chức lại, giới hạn lại, bắt cái nhân loại phải củng cố lại, chỉnh đốn lại, như thời kỳ Covid-19 đó, nó gom góp lại, nó chỉnh đốn lại. Và các bạn thấy không, bao nhiêu người chết, nổi tiếng hay không nổi tiếng, giàu hay không giàu, người dân thường cũng chết, người giàu cũng có, ai cũng ai thoát khỏi hết. Dĩ nhiên là thời kỳ nào cũng có người chết, nhưng mà các bạn thấy nó đặc biệt lắm, nó ảnh hưởng, mình thấy ảnh hưởng chúng ta một cách trực tiếp luôn. Thì như là việc làm nè, đi đâu không được nè, nó những cái chồng cách trực tiếp rồi. Như này sẽ vào đây thì cũng có lại cái tư tưởng của mình lại, nhưng mà anh thổ tinh là nó rất là tốt, như tôi nói này, nó là đất, đây là nước, đất với nước trong tivi Tây Phương hợp với nhau, nó cần có nhau, nó cũng có lại. Anh này quá lai láng đi, tôi tưởng mình sẽ không có như không còn ảo tưởng nữa, mà sẽ là không còn ảo vọng nữa, sẽ ước vọng, nó không còn như vậy nữa. Rồi anh này vào đây, anh này không có lộn xộn nữa nha, anh vinh tin cho sự tàn phá. Anh đến, anh sẽ nhập chiến trường. Anh này cũng cố, mà người nào còn còn ngoan cố không chịu thay đổi ha. Anh này vô dọn dẹp, đánh ngã hết. Những người nào không theo cái phong trào sắp tới, phong trào sắp tới là gì? Nhân loại, kỹ thuật và sự chuyển hóa. Anh này sẽ từ từ trong 20 năm sắp tới, tới 245, anh sẽ dẹp chiến trường, không có lộn xộn. Mình hy vọng như mình nói là sai. Nghe nó thì rất là sợ, nhưng mà tôi nói theo á, theo cách đó là khoa học. Các bạn nào đang đi trên đường chuyển hóa trong tâm linh, trong tâm hồn mình, yêu thương nhân loại, hiểu nhân loại, yêu thương nhân loại, không phải là mình cho nhân loại gì, mình cảm nhận nhân loại, yêu thương họ, cùng đồng điệu với họ, hay là mình dùng sự kỹ thuật. Vì hiện tại người trên trời, không phải người trên trời, những người đã quản lý cái thế giới hệ mình, họ dùng kỹ thuật để giúp nhân loại tìm, họ dùng kỹ thuật để làm những sự chuyển hóa, những sự cách mạng để giúp nhân loại. Vậy nó hay lắm các bạn, nó không phải là chuyện mà nó có những cái ý kiến, hiểu thấy nó sự mầu nhiệm của bàn tay vô hình, mình gọi là thượng đế đi, tôi gọi là những người quản lý cái thế giới hệ này, họ trên, nó trên, ở trên hành tinh khác, họ đang quản lý này, có hội đồng quản lý của thế giới hệ này, họ đang giúp, họ đang tìm những giải đáp để giải quyết vấn đề này. Vì vậy tôi hy vọng rằng là những xem những thời gian sắp tới, các bạn nào đang tiến cái đường chuyển hóa cái đường tâm linh, những câu chuyện tâm linh, hỏi nhà thờ tâm linh đó nha, mới đi chùa tâm linh, hỏi đi từ thiện tâm linh. Bữa nào tôi làm cái video riêng là tôi có thời gian làm, tôi làm tâm linh là gì, chứ không phải các bạn đi vô chùa hay là đọc kinh cái là tâm linh, không phải. Tâm linh nó lớn hơn đó nữa. Các bạn vô chùa nhà thờ chỉ là các bạn đi ăn mày cửa Phật thôi, người ta nói câu đó, chỉ đi xin thôi, cho tôi, cứu tôi, giúp tôi, chứ không có gì mà tâm linh hết đó. Mình phải nói đi tâm linh thì các bạn đi cái đường đó, các bạn sẽ giúp giúp đỡ của diêm tinh. Mà diêm tinh này đó, khi nó phá xong nó sẽ xảy lên, thì có những hành tinh khác giúp đỡ nó. Mà hay một cái á, là khi 23 tháng 3 nó đi vào bảo mình đó, đến vào đây á, thì anh hỏa tinh này á, như anh ở đây đó, anh phong tử này đó,
nó hỗ trợ vì nó khiến nhau mà thiên bình bảo bình và song tử nó sẽ hỗ trợ anh này sức mạnh đó, thì anh này sẽ chết hết cho bằng nguyên tử luôn. Anh này phải trốn ở đây chút xíu. Ngày 26 tháng 3 nó vào bắt dạy, bắt dạy chung chung cho cái gì? Yêu thương, lo lắng, quan tâm với một người mẹ vậy đó. Nó sẽ vào đây, nó sẽ vào đây, nó sẽ cho cái tăng lên niềm yêu thương như một người y tá vậy đó. Khi anh này mới nói gì qua đây thôi, hay không các bạn? Anh này qua đó, 23 tháng 3, 25 tháng 3, 26 tháng 3, anh này nhảy qua đây liền. Không biết tại sao nhưng những hành tinh nó di chuyển như vậy, tôi nói vậy thôi, nó sẽ giúp đỡ anh này để anh này không có đụng, anh này là khí, anh này là nước, không đụng vào nhau. Dĩ nhiên trong khí có cái nước chứ, ở trong nước cũng có khí, H2O là hydrogen oxygen, nhưng mà nó không đụng độ với nhau. Trong TV Tây Phương nó không đụng độ với nhau, nó không cần, nó không phải là nó có liên quan với nhau, nhưng nó không phải trực tiếp đến ảnh hưởng đến nhau, nên không sao. Và thời gian sắp tới các bạn sẽ thấy là anh này vào đây sẽ cho sự hello, khỏe không, bonjour cho anh này biết, cho anh này biết ai sẽ xảy ra đây, anh này sẽ qua đây sẽ xoa dịu vết thương của anh này, hay như vậy. Rồi anh này á, bảo bình á, gì một tinh á, một tinh ở trong trong mạch dương vẫn hỗ trợ những niềm tốt cho anh này. Nhưng mà 7 tháng 5 đó sẽ là kim ngưu đây đó sẽ hỗ trợ anh này rất đặc biệt các bạn, rất là hay. Mà phải nói thằng chí đồng hồ cũng không hết nữa, ngồi mà bằng được với nhau không hết. Nhưng tôi ra những ngày tháng là 23 tháng 3, diêm tinh sẽ vào bảo bình, nó sẽ ở đây khoảng 2 tháng rưỡi thôi, sau đó sẽ ok. Rồi từ đó xin lỗi cho hay xuyên dịch cho anh này ở đây tới 21 tháng 5 nha. Nhưng mà 21 tháng 5 á, trước 1 tháng 7 á, ở trong hải sư. Và may mắn thay á, thì 1 tháng 6 này á, trong gian này á, 1 tháng 5 tới 1 tháng 6 á, diêm tinh đi ngược sẽ ảnh hưởng sẽ không còn nhiều nữa. Thời gian này chúng ta đang có suy nghĩ, suy ngẫm lại, tìm ra những phương pháp tốt nhất khi diêm tinh trở về lần thứ hai, lần thứ ba và cho kỳ diêm tinh sắp tới. Nhưng mà anh này vô đây đó, sẽ tác động vào này, sẽ đối diện nhau 180 độ. Đây những người lãnh đạo, họ sẽ có những sự tác động vào họ. Tôi nghĩ sẽ có những chuyện rất là sự thay đổi trong chính sách, thay đổi người lãnh đạo, thay đổi cái cách họ làm gì đó để họ củng cố lại nhân loại. Nếu họ nói một cách tích cực, nói cách tiêu cực, họ có thể đàn áp nhân loại. Ngày lúc họ mạnh nhất là từ 21 tháng 5 đến 1 tháng 7. Khi nó vào đây, nó sẽ vào, sau đó sẽ vào cung sử nữ. Thì nó là một thời kỳ khác nữa, thời kỳ phân tích, ngồi xuống và suy ngẫm lại. Nhưng mà đây một chủ đề nói rất là ngồi xuống bàn rất là hay. Đó, nó hay lắm, mình cùng nhau mình quan sát. Bây giờ tới mùa hè đi, mình quan sát, từ đó mình đưa những cái nhìn khác. Từ đó mình cùng nhau mình trao đổi những tư tưởng đó. Và các bạn thoải mái viết cho tôi, tại vì mình cùng nhau trao đổi. Trước đây tôi không phải là thầy hay là chuyên gia gì đó, cũng như các bạn là những người đi trước, bỏ thời gian học trước. Hy vọng các bạn sẽ là người trẻ tốt hơn tôi, giỏi hơn tôi, để cùng nhau mình trao đổi, để mình cùng tiến lên trong vấn đề chuyển hóa trong tâm linh của mình và tìm sự bình an trong những hoàn cảnh mà trong đời đẩy mình vào. Cuối cùng là tìm gì? Trở về với vũ trụ. Trở về thì mình nói trở về với đất, với đai, nhưng mà thật ra trở về với vũ trụ, cái hồn trở về với vũ trụ. Vì vậy mà tôi hy vọng các bạn sẽ cùng nhau học hỏi, trao đổi. Và đây là cũng là tôi sẽ không nói nhiều hơn nữa, nhưng mà tới đây đủ rồi. Cảm ơn các bạn đã có thời gian lắng nghe.